tiếp tục đến một số những cái tác phẩm bonsai này mini khác tiếp theo. Đây là cây dưới này, gần như là quần tụ luôn này các bạn. Cây này rất có luôn. Hoàng Cường, Tân Yên. Tác phẩm xanh dáng nàng làng. Tiếp đến là xanh huynh đệ. Số điện thoại và tên thì đều ở trên các cái cây rồi. Các bạn có thể chỉ đến giao lưu. Giao lưu ở trên thành phố Bắc Ninh các bạn, Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc. Đây là những tập phòng cây xanh và cây dưới rất nhiều. Đây là một đôi dưới các bạn. Dưới rất có đây. Quả này đã cũng bắn cái đây gọi là cái tác phẩm bàn tay của Chúa. Tiếp đến một cây chả Phúc Kiến lá bóng rủ rất đẹp quá, nhưng liễu luôn. Đặc phẩm này bác ấy uốn rất đẹp quá. Tân 8 dừng đấy. À, trên nhà mình có con phượng mà cậu ở nhà ông Quyền về đấy, con phượng cao cao rất đẹp, cao cao mà.